ứng cử viên bà Nguyễn Thị Hồng Loan, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1979. Giới tính, nữ, quốc tịch, Việt Nam, dân tộc, kinh, quê quán, ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Cò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nơi ở hiện nay, số 116, đường Huỳnh Công Nghệ, khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trình độ, giáo dục phổ thông, 12 trên 12 phổ thông. Chuyên môn, nghiệp vụ, Đại học Nông Lâm, chuyên ngành bác sĩ thú y. Học vị: học hàm, thạc sĩ thú y. Lý luận chính trị: cao cấp. Ngoại ngữ: tiếng Anh B1 khung châu Âu. Nghề nghiệp hiện nay: công chức trưởng phòng. Nơi công tác: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh. Ngày vào Đảng: 6 tháng 4 năm 2006. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Chúng ta đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Nếu được cô bác anh chị cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ thực hiện một số nội dung sau. Một, thực hiện đầy đủ chức trách của người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, tích cực đóng góp xây dựng các chương trình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh thu thập, ghi nhận đầy đủ, chính xác kịp thời các thông tin, ý kiến nguyện vọng do cử tri và nhân dân phản ánh qua các kỳ tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi qua thư từ để phản ánh, báo cáo trung thật kịp thời những thông tin kiến nghị đó lên các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri và nhân dân. 2. Luôn gần gũi, gắn bó, liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan sau các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ báo cáo kịp thời đầy đủ nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân nắm, kiểm tra, theo dõi, giám sát. Khi được các cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế xã hội thông báo kết quả trả lời ý kiến thắc mắc của cử tri, bản thân sẽ thông báo kịp thời, chính xác để cử tri biết, phối hợp theo dõi, đôn đốc các cơ quan tổ chức liên quan nhanh chóng giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của cử tri. 3. Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng được trở thành đại biểu hội đồng nhân dân là trở thành người đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên được mang tiếng nói của mình đại diện cho nhân dân xây dựng bộ máy chính quyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh ngày càng vững mạnh đồng thời cũng là cơ hội được lắng nghe nhiều hơn sự góp ý của nhân dân về lĩnh vực công tác của bản thân để tôi thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng nhà nước và cử tri phân công. 4. Tích cực tham gia ý kiến đóng góp, quyết định những vấn đề quan trọng và thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 5. Khi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là điều kiện để cá nhân tôi có nhiều cơ hội góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Trảng Bàng nâng cao hiệu quả một số lĩnh vực tại địa phương, như triển khai các chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, định hướng, xây dựng và đề nghị một số sản phẩm đặc trưng của trảng Bàng thành sản phẩm ô cớp cấp tỉnh, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, nâng cao năng lực hoạt động trong sản xuất và kinh doanh, hoàn thành kế hoạch chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Trảng Bàng trở thành đô thị loại 3 năm 2025.